Bên tay trái của tôi là một chai Macallan 18 năm được ủ vào 61 năm về trước và có giá trên thị trường là 220 triệu đồng. Còn bên tay phải của tôi cũng là chai Macallan 18 năm, nhưng chai này thì mới được nấu khoảng 20 năm về trước và có giá chỉ là 12 triệu. Liệu cái sự chênh lệch về giá này có lẽ nào là do rượu ngày xưa ngon hơn rượu ngày nay? Hay chỉ đơn thuần là rượu ngày xưa đắt vì nó hiếm? Tôi sẽ cho bạn câu trả lời trong video này. Nhưng trước hết, đừng quên nhấn like và subscribe kênh để luôn được đón xem những thông tin bổ ích về whisky. Cái gì cũng vậy thôi, để hiểu sâu thì chúng ta phải đi về gốc rễ của mọi vấn đề. Hãy cùng tôi tìm hiểu về nguồn gốc của những chai Macallan cổ này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng vào thế kỷ 20 thì Macallan chỉ được biết tới như là một thành phần trong rượu blend, và nổi bật nhất là chai The Famous Goose. Đây là một chai rượu khá là rẻ tiền và có giá trên thị trường Việt Nam khoảng 600-700 nghìn. Một điểm nổi bật nữa về những chai rượu thì ngày xưa đó chính là không chỉ Macallan mà còn nhiều hãng khác nữa. Họ không tự trực tiếp đóng chai những thùng rượu của họ mà họ ủy thác cho các công ty khác. Trong trường hợp của Macallan đó chính là công ty Campbell Hope & King. Điều đó được thể hiện ở trên dòng chữ xuất hiện trên label Campbell Hope & King. Hợp đồng của Macallan với Campbell Hope & King chỉ kết thúc vào năm 1979. Với chai rượu cuối cùng mà Campbell Hope & King đóng cho Macallan chính là chai Macallan 1962 này. Macallan thời kỳ đó thì họ nhận ra là cái nhu cầu cho rượu của họ là quá lớn, vậy nên họ đã quyết định tự làm và tự ăn. Để nói thêm về Campbell Hope & King thì đây là sự kết hợp của hai doanh nghiệp vào năm 1896. Campbell là một nhà nấu rượu có nguồn gốc từ thế kỷ 17, cụ thể là năm 1710. Còn Hope & King là một nhà pha trộn rượu. Doanh nghiệp này tuy đã bị cho bay màu vào năm 1967, tuy nhiên di sản mà họ để lại là những chai Macallan cổ vô cùng giá trị. Tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau bàn về kiểu dáng của những chai Macallan cổ. Ở những chai Macallan cổ thì có kiểu dáng lùn và phần nắp là nắp vặn. Rất thú vị bởi vì thời kỳ ngày xưa họ thường sử dụng nắp vặn cho những chai whisky, và điều này thì được Macallan thay đổi vào năm 1966 khi mà họ cho ra chai rượu có nút bấc đầu tiên. Vậy nên khi nhìn trên thị trường chúng ta sẽ thấy có hai phiên bản của Macallan 1996, đó là một phiên bản nút bấc và một phiên bản nắp vặn. Cá nhân tôi thì tôi thích nắp vặn như này bởi vì nó sẽ giải quyết được vấn đề mục nút khi mà để rượu quá lâu hoặc thời gian. Ngược lại, ở chai Macallan 18 năm thời kỳ ngày nay thì Macallan đã thay đổi bộ nhận dạng, là họ đã thay đổi kiểu dáng chai theo một phong cách khỏe khoắn hơn. Cái chất liệu thủy tinh này tôi cảm giác là cũng dày hơn, và đặc biệt hơn nữa là ở phần cổ chai thì họ đã thêm vào là chi tiết tem chống hàng giả và QR code, điều mà 50 năm về trước không thể nào có được. 50 năm về trước thì ở trên phần cổ chai họ chỉ có tem nhập khẩu của Ý trong trường hợp hàng xuất cho thị trường Ý. Một điểm khá hay và các bạn cũng có thể để ý, đó là khi mà mình mua những cái chai rượu Macallan cổ mà xuất khẩu cho nước Ý này thì hãy chú ý vào kiểu dáng của tem nhập khẩu qua các thời kỳ. Tại sao lại vậy? Ví dụ như chai 1962 tôi có ở đây được đóng vào năm 1979 thì tôi sẽ tìm xem là cái tem nhập khẩu Ý thời kỳ năm 1979 đấy nó trông như thế nào, nó có khớp với chai rượu của tôi đang có không. Thời kỳ đó thì tem nhập khẩu Ý có hình dạng là màu hồng, đỏ và hai ngôi sao. Với một người mới chơi whisky thì khi mà nhìn vào cái chai Macallan cổ như này thì có lẽ người ta sẽ gặp khó khăn trong việc hiểu ý nghĩa xuất hiện ở trên phần label này. Hãy cùng tôi tìm hiểu. Trước hết chúng ta thấy số 80 xuất hiện ở đây. Số 80 này chính là nồng độ cồn của chai rượu. Thời kỳ ngày xưa thì họ không ghi rõ nồng độ cồn ra, họ ghi các con số như là 70, 80 và 100. 80 tương đương với cả 45,85 độ cồn. Và để dễ nhớ, chúng ta nên nhớ rằng nồng độ cồn tối thiểu của whisky là 40 độ, tương đương với số 70. Và 100, số 100 xuất hiện ở đây thì sẽ rơi vào tầm khoảng 57,1 độ. Điểm tiếp theo
và tôi nghĩ là sẽ rất thú vị, bởi vì tôi đã được nhận rất nhiều câu hỏi về vấn đề này, đó chính là tại sao ở những chai rượu cổ lại xuất hiện dòng chữ Macallan cạnh Glenlivet. Để tìm hiểu về vấn đề này, chúng ta phải đi ngược về thế kỷ 19, thời kỳ mà ngành công nghiệp whisky đang được hình thành. Trước khi có đạo luật thuế rượu vào năm 1823, thì tất cả các nhà nấu rượu chui thường gọi rượu của mình là Glenlivet, đặc biệt ở vùng Speyside. Chỉ có một nhà rượu Glenlivet duy nhất đứng ra đăng ký bảo hộ thương hiệu. Tuy nhiên thì lỗi do thư ký và lỗi do quá trình nộp đơn, họ chỉ bảo hộ cái phông chữ chứ không bảo hộ cái nội dung. Vậy nên các nhà máy khác tiếp tục bỏ tên của họ vào chai rượu. Chúng ta có Macallan, Glen Grant và Glen Rothes đều xuất hiện chữ Glenlivet ở đằng sau. Điều này khiến cho Glenlivet vô cùng tức giận và họ đã đâm đơn kiện. Tuy nhiên khi mà ra tòa thì tòa xử rằng Glenlivet chỉ đơn giản là cách gọi một cái vùng như chúng ta gọi rượu khói ở vùng Isla vậy. Vậy nên sau này để phân biệt rượu Glenlivet chính hãng và các loại hãng rượu khác thì Glenlivet đã thêm chữ gì vào trước tên của họ. Họ gọi họ là gì Glenlivet, tức là chỉ có một Glenlivet mà thôi. Tuy nhiên sau này thì cũng không có nhiều hãng tiếp tục để tên Glenlivet vào nữa. Và điều này được phản ánh vào chai rượu năm 1973, ủ vào năm 1973 và đóng chai vào năm 1991, khi mà Macallan không còn ghi chữ Macallan Glenlivet nữa, chỉ đơn thuần là Macallan mà thôi. Ok, đó là lời giải thích cho dòng chữ Macallan Glenlivet. Tiếp đến thì chúng ta để ý cái phần thể tích ở đây. Thời kỳ ngày xưa thì họ không ghi thể tích là mil mà họ ghi là ounce. Trong chai rượu này thì họ ghi là 26 2/3 ounce thì tương đương với cả tích là 750 mil. Những chai rượu ngày xưa thì làm rất đơn giản, họ chỉ có đúng một phần tem ở phía trước và phía sau không có gì cả. Để so sánh chai rượu ngày nay thì phần tem mác sẽ có tem trước, tem sau. Ở phía sau thì sẽ có những cái khuyến cáo là một tuần thì nên uống bao nhiêu mil rượu và ba bầu thì không nên uống rượu, những khuyến cáo như vậy. Điều đó không xuất hiện ở những chai Macallan cổ ngày xưa. Về kiểu dáng thì Macallan đã có thay đổi kiểu dáng, cũng như các bạn đã thấy. 1962 là một kiểu dáng, 1973 là một kiểu dáng, và đến năm 1981 lại là một kiểu dáng khác, và 1996 cũng là một kiểu dáng khác. Tổng cộng họ đã thay đổi kiểu dáng 5 lần. Chúng ta đã nói về kiểu dáng, chúng ta đã nói về nguồn gốc, và bây giờ là phần quan trọng nhất, đó chính là chất lượng của những chai rượu thời kỳ ngày xưa so với thời kỳ ngày nay là như nào. Khán giả của Năm Tờ Whisky đã thừa biết rằng bốn nguyên liệu chính để làm ra một chai whisky là có lúa mạch, nước, men và thùng gỗ. Có ba yếu tố không thay đổi, tuy nhiên có một yếu tố thay đổi qua thời gian, đó chính là loại lúa mạch các nhà máy sử dụng thời kỳ ngày xưa và ngày nay. Quay về trước năm 1994, khi vào bất kỳ cửa hàng rượu nào bạn mua một chai Macallan thì bạn sẽ biết được hai thứ rõ ràng. Thứ nhất, đó chính là rượu này được ủ trong thùng sherry từ vùng Zereb ở Tây Ban Nha. Và thứ hai, lúa mạch được sử dụng để nấu chai rượu này đó chính là lúa mạch Golden Promise. Từ sau năm 1994, ví dụ như chai rượu này là chai 1996, thì Macallan đã không còn sử dụng dòng lúa mạch Golden Promise nữa, mà thay vào đó là lúa mạch Optic và Chariot. Lúa mạch Golden Promise vẫn được sử dụng nhưng với tỷ lệ rất là nhỏ, không như ngày xưa là 100%. Lý do tại sao vậy? Lý do bởi vì cái dòng Golden Promise này thì nó không năng suất và nó rất ốm yếu, không chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt của Scotland và sản lượng nó cho ra là rất ít. Vậy nên là các nhà máy dần dần để cải thiện khả năng tài chính và tăng lợi nhuận thì họ đã pha trộn vào các loại rượu khác. Để nói về dòng Golden Promise thì Golden Promise xuất hiện vào những năm 1950 và được sử dụng trong vòng 30 năm liên tục. Đây được xem như là thời kỳ hoàng kim của dòng lúa mạch này. Dòng lúa mạch này khi mà dùng để nấu rượu thì sẽ cho ra được với một cái vị béo và một cái độ sánh mà không một loại lúa mạch nào khác, uống rất là phê. Vậy nên có thể kết luận rằng những cái chai rượu thời kỳ ngày xưa sử dụng lúa mạch Golden Promise chắc chắn là uống sẽ ngon hơn những chai bây giờ. Nếu có điều kiện thì bạn hãy mua và tự trải nghiệm cho mình những chai Macallan cổ, một cái trải nghiệm mà không mấy người trên thế giới làm được. Có thể tiền không mua được thời gian,
Nhưng tiền có thể mua cho bạn được những chai Macallan cổ, nó cũng tương đương như vậy. Tại Lantern Whisky, chúng tôi có rất nhiều hộp ký ức để các bạn lựa chọn. Ký ức về thập niên 70, thập niên 80 hay thập niên 90. Đâu là năm bạn yêu thích? Hãy cho tôi biết ở phía dưới phần comment. Xin chào và hẹn gặp lại.